Rồi tại sao có những cái video trên kênh YouTube VK Cảm Xúc này. Rồi mình sẽ test cái chế độ hết nước tự ngắt trước. Nếu mà hết nước thì mình có thể bấm đèn được. Nhưng mà mình bấm hẹn giờ thì máy nó sẽ tự tắt. Tức là hẹn chế độ nào đi chăng nữa hết nước cũng tự ngắt hết. Rồi. Hết nước tự ngắt à? Dạ. Khi xài thì mình chơi nước lạnh, nước sạch bình thường thôi, mình đừng chơi nước nóng. Chơi nước nóng thì máy sẽ hiểu nóng, máy nó ngắt. Chơi khoảng 2 hoặc 3 nước đổ lại. Trung bình 100 ml nước thì nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Cái này là ấy không? Cái Dạ. này để đo không? Cái này là trung bình 100 ml nước thì mình nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu thì cho phần lớn nhỏ. Rồi. Xong rồi đậy nắp Như lại. 2 phần 3 cái này là khoảng mấy cốc này ạ? 2 phần 3 cái đó là khoảng 3 cốc. 3 cốc đầy luôn ha. Đúng rồi. Rồi. Xong rồi đậy nắp lại. Cái nút bên tay trái là nút đèn, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổ màu. Đèn viền dưới đèn như đây. Nút bên tay phải là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên là máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó tắt. Bấm một cái nữa là phun 3 tiếng đồng hồ nó ngắt, cái đèn vàng dưới đây nó sẽ chạy theo. Bấm một cái nữa thì nó sẽ phun 6 tiếng đồng hồ nó ngắt. Bấm cái nữa là phun chừng nào hết nước tắt. Ví dụ như hẹn 6 tiếng đi nhưng mà để ít nước thì nó sẽ ưu tiên hết nước ngắt. Ví dụ như hẹn 6 tiếng mà trong máy mình còn nước để phun 2 3 tiếng là hết thì nó cũng ưu tiên hết nước ngắt. Rồi. Lúc này bấm cái nó tắt máy này. Bấm đầu tiên thì 1 tiếng nè. Nếu mà mình không có bấm đèn thì mình này mình dễ thấy hơn nè. 3 tiếng nè, 6 tiếng nè. On nè. Đó, đèn bấm đầu tiên thì đừng có màu. Nói chung là chỉ có nhiêu đó thôi. Như mình chế 2 phần 3 vậy đó là mình phun khoảng bao lâu nó mới hết À, nước hả? tầm khoảng 8 đến 10 tiếng là nếu chế độ phun liên tục, còn chế độ phun ngắt quãng là nhân đôi thời gian lên. Đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng remote. Trên remote nó sẽ có chế độ phun ngắt quãng. Khi xài remote thì rút cái nắp chặn pin này ra này. Đó. Chặn pin này để hạn chế hết pin thôi. On off tắt mở máy này. On là mở máy này. Đó, trên máy nó sẽ có các nút này hẹn giờ này. 3, 6, on. Nó giống như cho đó vậy. Bitmon là phun lớn nhỏ. Nút like là đèn, còn enter là phun ngắt quãng. Đó, ví dụ như hồi nãy mình hỏi là chế độ 2 phần 3 nước là nó phun được bao nhiêu tiếng, là 8 tiếng đi. Để chế độ phun ngắt quãng này chút phun chút không là nó phun được 16 tiếng. Như nó phun xong rồi cái tự ngắt, Đúng xong nó tự phun nữa. rồi, nó phun nó ngắt, nó phun nó ngắt. Muốn chuyển sang chế độ liên tục thì bấm nút continue lại. Có nhiều người bấm nút enter xong rồi bỏ quên luôn là máy chút phun chút không, tưởng nó hư. Đem lại đây. Rồi, đèn bấm đầu tiên đèn tự đổ màu. Mình muốn thích màu gì thì có thể bấm nút đèn trên đây nè để mình chọn ngay một màu, hoặc bấm nút đèn trên đây cũng được. Đó. Nếu mà mình không bấm thì nó tự nhảy màu. Bấm đầu tiên nó mới tự đổi màu. Ví dụ bấm đầu tiên nút trên đó hay nút đây cũng vậy, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi. Còn mình bấm nữa là mình tự chọn màu. Đúng rồi, bấm nữa là chọn màu. Nếu mà mình ngưng sử dụng đi đâu, đi du lịch xa mà mình không xài, hay là mình di chuyển từ nơi này sang nơi khác, mình đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô để tránh tinh dầu nó bám vào máy. Rồi di được hết.